Hôm nay Khoai đi Campuchia và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cung đường rất đặc biệt, gặp được những người Campuchia nói được tiếng Việt và rất thân thiện. Mới có 2 ngày qua Campuchia thôi mà có nhiều điều làm cho Khoai sốc văn hóa lắm luôn. Như chị này bán sim điện thoại mà để nguyên một cái tủ tiền thiệt ngoài đường luôn. Thành phố kép mệnh danh là xứ sở của ghẹ, nhưng mà có ghẹ thật không? Những cung đường đầy khói bụi, nắng gió, mịt mù, gập ghềnh nhưng đầy bất ngờ. Và điểm cuối cùng trong hành trình ngày hôm nay chính là Sihanoukville, thành phố gây tranh cãi nhất Campuchia hiện tại, với rất nhiều tòa nhà cao tầng đang xây dang dở, cùng với những tranh cãi về những tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Giờ thì mời mọi người cùng Khoai khám phá Campuchia nha. Hi, chào buổi trưa tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Và Khoai đang ở một thành phố của miền Tây, Hà Tiên. Nhưng mà đợt này thì Khoai không có quay du lịch về Hà Tiên, mà Khoai đang ở giáp với biên giới Campuchia để chuẩn bị qua bên phía bên kia du lịch Campuchia khoảng tầm một tuần lễ. Phía trước mặt Khoai chính là cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Khoai nghĩ là mình chỉ có thể quay phim được ngoài thôi, còn thủ tục ở trong á là người ta sẽ không cho phép quay. Cho nên chắc là Khoai sẽ lồng tiếng lại những cái bước mà Khoai đã làm thủ tục để mà qua khỏi cửa khẩu qua bên kia Campuchia. Khoai đang lo nhất là chiếc xe này. Để xe này là đang đứng pháp nhân là công ty chứ không phải là đứng pháp nhân là tên cá nhân. Rồi, chờ Khoai xíu nha, mình sẽ đi vô trong cửa khẩu và mình làm thủ tục liền bây giờ. Đây là lần đầu tiên mà Khoai đem xe có pháp nhân là công ty qua khỏi cửa khẩu Việt Nam để mà đi du lịch. Cho nên hình cũng hơi run run chút mọi người ơi. Vô trong cửa khẩu mình sẽ không được phép quay phim chụp hình, nên là Khoai sẽ chỉ tóm tắt nội dung sơ sơ như vậy thôi nha. Trước tiên, mình sẽ xin giấy liên vận ở địa phương, thời gian cấp đâu đó 2 ngày làm việc miễn phí. Và tùy vào cửa khẩu mình đi, đông xe hay ít xe mà có thể thủ tục nhanh hay chậm. Cửa khẩu Hà Tiên hôm nay Khoai đi, thủ tục cũng nhanh gọn, khoảng tầm 1-2 tiếng là xong rồi. Để mà thủ tục được nhanh chóng á, mọi người nhớ toàn bộ giấy tờ liên quan tới xe và chủ xe: cà vẹt xe, bằng lái, bảo hiểm, đăng kiểm, giấy liên vận, căn cước công dân, hộ chiếu. Photo hết nó sẽ tiện cho mình mất, đỡ mất thời gian. Nếu mà xe đứng tên công ty thì bắt buộc phải photo luôn cả giấy phép công ty nha, và phải có giấy giới thiệu ủy quyền từ công ty nữa. Khoai vừa mới qua khỏi biên giới rồi và hôm nay làm thủ tục cũng may mắn là được mấy anh bên phía Việt Nam hỗ trợ, nên là mọi thứ đều gọi là thuận lợi. Nhưng mà phía bên cửa khẩu Campuchia thì thường Khoai thấy là nếu mà mọi người đi xe 4 bánh như vậy này thì sẽ thường phải đóng thêm một cái khoản phí. Cái phí nhập cảnh xe của mình tùy vào loại xe, xe đẹp, xe sang, xe rẻ tiền, mắc tiền mà người ta sẽ thu một cái mức phí khác nhau, không cố định. Nên bây giờ là Khoai sẽ đi kiếm một cái chỗ mua sim và chúng ta sẽ mua cái sim 4G của Campuchia để mà mình sử dụng. Không, chỗ này có sim điện thoại á. Ở dưới kia kìa, quá trời kìa. Ừ. Mọi người sẽ nhìn thấy thường có mấy cái chữ True Money này là thường mấy cái nhà mạng ở bên đây. Một sim thẻ cạt luôn 200 ngàn. 200 ngàn tiền Việt Nam hay là 200 ngàn tiền? 200 ngàn tiền Việt Nam. Hết hồn nghe, 200 ngàn tưởng 200 ngàn tiền cam. Không phải, 200 ngàn tiền cam 1 triệu mây rồi. Là sử dụng được bao nhiêu ngày? Một tuần. Một tuần. Dễ dài lắm, internet. Internet thoải mái luôn hả? Mạnh lắm, đúng rồi. Trả bằng đô cũng được luôn? Cũng được, cũng tiền Thái Lan cũng được luôn. Tiền đô thì bao nhiêu? 8 đô. 8 đô, một cái sim và một cái nạp data. Em biết làm không? Chị làm cho. Dạ, dạ chị làm giùm em luôn đi. Quay điện thoại chị làm cho. Ở đây chị có hay qua bên Việt Nam không? Đi hoài mà. Dạ. Có đồ ăn nhiều. À, bên Việt Nam á ha. Đi ăn cơm, đi ăn cá lóc. Cá lóc gì? Nhiều đặc sản á ha. Cá lóc nương à. Mọi người ơi, chị này là tỷ phú ấy, hay chị để tiền quá trời mà để trong tủ kiến nha. Bên đây tốt lắm. Dạ. Trăm đô nữa. Ví dụ mà mang tiền Việt Nam qua đây đổi thì tỷ giá sao chị? Bao nhiêu tiền Việt đổi được bao nhiêu tiền cam? Thì 1 triệu tiền Việt được 165 ngàn. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ rồi, bye bye luôn, hẹn gặp lại. Rồi, lên xe. Khoai có một cái cục phát wifi từ sim điện thoại ở đây. Cái cục này chắc là cái cục thứ 4 trong cuộc đời Khoai á. Hồi xưa lúc mà đi Thái, Khoai quay clip đi Thái Khoai cũng khoe mọi người một cục. Xong rồi sau này đi mấy cái đất nước khác Khoai cũng có quay khoe. Và hầu như lần nào khoe lên mạng á là 3-4 tháng sau là mất tiêu rồi mọi người. Ở đây là cục thứ 4 rồi và hy vọng cục này sẽ đi với mình ít nhất vài năm cho tới khi nó bị hư chứ nó đừng có biến mất. Rồi. Thường á, tại vì đi tới 3 đứa lận, mà nhiều khi Khoai đi du lịch Khoai đi tới 4-5 người, mà mỗi người mua một cái sim á thì chi phí nó sẽ tới 1 triệu mấy tiền sim. Cho nên cầm theo một cái cục này, mình chỉ cần mua một sim rồi mình chia đều cho cả nhóm sử dụng. Ví dụ mà mình không có sim như vậy mà một thành viên đi lạc á thì sẽ mất liên lạc với đoàn,
cho nên là thường kinh nghiệm của Khoai là mình phải roaming mạng. Như Khoai đang xài mạng điện thoại ở Việt Nam là Khoai qua đây Khoai phải bấm roaming để khi nào mà bị lạc thì mình có thể gọi điện được cho đoàn của mình bằng cái sim của Việt Nam của mình trên đất nước Campuchia. Vừa qua biên giới thì mọi người sẽ nhìn thấy cái nổi bật nhất và lớn nhất đắp vô mắt của mình chính là những cái casino như vậy nè. Nãy Khoai tưởng đâu khu dân cư, khách sạn gì đó, có bảo vệ bên ngoài, cổng rào cao tầng này nọ. Nhìn cách biệt. Đây mọi người có thể nhìn thấy nè. Nhà cửa bên đây thì cũng không khác gì ở Việt Nam mình lắm đâu. Nhìn nhà cửa thì cũng giống, chỉ có điều là đường xá hơi bụi, thành ra là nhà nó phủ một cái lớp bụi đá đỏ mờ mờ, giống như quê Khoai hồi xưa tầm 2-30 năm trước á. Bây giờ là khoảng 3:30 chiều rồi mọi người, và Khoai đang thẳng tiến tới chợ Kép. Kép là một trong những cái nơi mà người Việt mình cũng rất là hay qua đó để mà chơi. Và ở Kép thì có một cái chợ đặc biệt. Trong chợ này bán rất nhiều hải sản, và món hải sản nổi tiếng nhất trong chợ chính là ghẹ. Nhưng mà Khoai đi trễ như vậy, Khoai không biết là trong chợ người ta còn bán nhiều ghẹ không. Nhưng mà mình cứ qua đi, nếu mà không có ghẹ thì mình sẽ ở lại Kép một đêm. Đi du lịch lần này thì Khoai cũng không có chuẩn bị quá nhiều kế hoạch đâu. Chỉ theo sở thích của mình đi xe tới đâu mà mình thấy thích thì mình ở lại. Càng đi sâu vô trong thì Khoai thấy mạng càng mạnh hơn và đường cũng đẹp hơn dần. Cái đoạn đường này là người ta xài xi măng để mà làm đường luôn, giống ở bên Thái. Hai bên thì đồng không mong quạnh, ít người dân hơn bình thường. Ở Việt Nam mình lúc nào hai bên quốc lộ cũng có nhà hết, nhưng mà đây mình sẽ thấy hai bên là cánh đồng trống trải, rồi lâu lâu mới có chiếc xe chạy ngược lại. Nhưng mà bên đây Khoai thấy ha, người ta đi xe sang không mọi người, nãy giờ mấy chiếc Lexus, mấy chiếc BMW luôn á. Giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài biển và đi cặp cái đường ven biển này để tới Kép. Bên phải thôi. Phía bên kia là mình cái bến tàu hả? Có thuyền bị chìm. Nguyên con ghẹ luôn kìa. Đặc sản của nơi đây là ghẹ mọi người. Và người ta có nguyên một cái tượng con ghẹ ngoài biển luôn. Nhìn cái khúc này mọi người có cảm giác giống Vũng Tàu không? Bên đây là vách núi, ngoài này là biển. Giờ thì Khoai đã tới được Kép rồi. Và ở đây giống như là một thành phố nhỏ, một thị trấn nhỏ. Ngoài kia thì có một cái bãi biển nhỏ và người dân đang chơi tắm biển. Xong rồi phía trên bờ cũng có mấy xe cá viên chiên. Trời ơi, tắm biển xong rồi lên ăn cá viên chiên là số dách luôn. Bán bánh, bán đồ nữa. Ở phía bên trái đây là chợ hải sản. Ở chỗ này là giống như một cái cầu cảng hay một cái dự án lớn biển gì đó người ta đang làm. Nguyên cái chợ hải sản này phía mặt sau là mọi người sẽ nhìn thấy biển ở đây và chợ ở đây. Giờ thì Khoa sẽ đi vô trong cái chợ ghẹ này coi thử. Thường người ta đi chợ này tầm buổi sáng buổi trưa chứ ít ai đi buổi chiều tối giống Khoai lắm. Ở trong đây thì mọi người sẽ thấy có nhiều hải sản lắm, nhưng mà người ta cũng sẽ chế biến cho mình luôn, cũng giống như ở Cần Giờ Việt Nam vậy. Hello. How much for 1 kilo? 1 kilo $8. You have male crab? The female. Male. Men. Yeah, men. Boy á. Nhưng mà Khoai thấy ghẹ hơi nhỏ. Ghẹ cái và ghẹ đực thì cũng là $8 luôn. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là đa phần hải sản cũng không còn tươi lắm nữa. Tôm, mực. Ghẹ thì người ta để cho những cái bể oxy như vậy. Có sò huyết luôn. Mực, cá nục. Đây ghẹ đây nè. Mà ghẹ nhỏ nhỏ không ha. How much for 1 kilo? 1 kilo $7. $7 for 1 kilo. À, rẻ hơn $1. $8. Thường trong cái chợ hải sản này của Kép, nếu mà mọi người đi vào buổi sáng nè, hoặc là cuối tuần tầm trưa trưa, người ta sẽ lên ghẹ nhiều lắm và mình có thể mua được những con ghẹ lớn. Còn bây giờ chiều rồi, Khoai vô Khoai thấy con ghẹ nhỏ nhỏ mà. Khu bên đây thì bán khô và những cái con cá nướng đã được nướng sẵn. Không còn gì nữa đi hết. Đang lang thang trong sự buồn bã thì từ xa có một cái cô đi xe máy. Mấy cô này chở theo mấy cái rổ đặc biệt. Đây con nghêu bên kia. Ở đây Khoai thấy có một cái chị hình như là vừa mới bắt nghêu lên. Có sầu lông với lại nghêu, không biết người ta có bán không, mua cái này hấp ăn ngon á. $2. Cái này à? Nghêu à? 1 kilo $2. Cái này là nghêu, nhìn ngon quá nè. Mình cũng có nồi, có đồ luôn. Ok. Wow, so heavy.
À, chỉ có 1 cân luôn. Dạ. À, 4 ký. 4 kg. 4 kg. Ok. Dạ, 4 kg là 8 đô cho một cái bịch nghêu này. Can we pay by riel? Exchange. À, phải đưa tiền riel cũng được. À, là chị sẽ hối là 12 là 38.000. Dạ, okun. Okun. Campuchia subsabai. Subsabai. Yeah. Subsabai means thank you. Thank you. Subsabai. Subsabai Campuchia subsabai. Thank you. Ah, okun, okun. Okun Campuchia okun katrau. Ah. Okay. Okay, okun okay. Giờ Khoa sẽ vô đây mua một ít rau để mà mình ra mình tự luộc nghêu ăn luôn. Okay. And how much? Yeah. Bốc bay. Dạ. Khoai nói chị không hiểu gì, chị nói Khoai cũng không hiểu gì luôn. Dạ. Khoai đang nhờ chị này làm giùm nước chấm ăn nghêu luôn. Và nước chấm này sẽ gồm có muối nè, bột ngọt, nhiều ớt và tỏi. Hai chị em không hiểu được tiếng nhau mọi người, cho nên là nó giao tiếp nãy giờ cũng hơi khó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đâm nhuyễn ra. Khoai sẽ nhờ chị làm một chai nước chấm lớn luôn. Một chai nước chấm lớn như vậy chị sẽ tính giá là 5.000, là khoảng gần 30.000 tiền Việt Nam. À, bây giờ chị sẽ bỏ đường vô. Rồi, lại đâm lên nữa. À, chanh. Rồi, chị lấy con dao để ngay giữa miếng chanh, vừa dặn mà vừa cắt nữa để cho nó ra được hết nước, với lại cắt được luôn mấy cái tép chanh vô luôn. Một cái cách cắt chanh cũng thú vị nha, và Khoai học lên thêm được một cái mẹo mới. Nhưng mà cái này là phải cẩn thận mọi người, tại vì phải lấy nguyên cái lưỡi dao đưa vô trong, nếu mà mình làm không quen thì rất là dễ bị đứt tay. À, có nước mắm. Công thức quan trọng nhất là phải có nước mắm mọi người. Một muỗng. À, một xíu nước mắm thôi, Khoai nghĩ là để cho nó có vị nước mắm và nó có mùi thơm thôi. Rồi, chị lấy muỗng, chị múc cho Khoai thử chắc luôn. Không, chị thử mọi người. Chị lại bỏ thêm nước mắm. Mọi người có thấy là chị rất khéo không? Tại chị thử bằng một cái muỗng khác, chứ chị không có thử trực tiếp. Cái muỗng đó chị thử xong thì chị sẽ lấy ra ngoài, chứ không có thử bằng cái muỗng mà chị đang đâm. Mọi người, cái cách để mà giữ vệ sinh. Đó, chị nhiễu riêng ra, nếm. Rồi, bây giờ chị sẽ cho Khoai nếm nè. Ui. Chua chua, ngọt ngọt, thơm tỏi ớt và nước mắm. Ok. À, giờ chúng ta đã xong được món nước chấm nghêu của mình. Chắc cứ đưa 10... Đưa 10.000 chứ. The gift for you. For making. Yeah. Subscribe. Thank you. 25.000 ký. 25.000 một ký. Nhìn ngon quá ta. Ri sáu. Hả? Ăn liền. Ăn liền. 25.000 một trái ha anh. Ở một ký. Anh cân thử trái nào ăn được liền á. Ok. Dạ. Ở đây có anh này, anh đang bán sầu riêng và anh nói được tiếng Việt mọi người. Tách ra giùm em luôn. À, cân trước. Cái này là 2 ký 8. 2 ký 8 là 70.000. Hơi khô không vậy? Hơi khô hả? Thường đó thì mua đồ ở Campuchia những cái nơi này thì mình phải trả giá, nhiều khi trả phân nửa người ta cũng bán luôn á. Mấy anh ở cổng hải quan mấy anh nói với Khoai á là trung bình là phải trả giá 30%. Đợt này thì Khoai cũng hơi dở, tại vì Khoai cũng không trả giá nhiều. 70. 360. 360.000 tiền Việt Nam. Không có tiền thối hả? Hình như trong bóp anh có tiền 200 á. Thôi, cảm ơn. Dạ. Mấy chị này nói tiếng Việt hay quá. 1 ký là 5.000 tiền ria. Thôi vậy mua 1, 2, 3 ký đi. Vô 3 ký ấy. Dạ. 3 ký. Chiều chiều ở đây có mấy chị bán trái cây, mấy anh bán sầu riêng.
Rồi cái này nhiều quá. 3 ký. Anh ấy 3. 7, 3 ký 8 lận. Chấm chấm Campuchia ngon á. À, ở tỉnh nào? Dạ, ăn mất. Ôi, cảm ơn. Ôi, em cảm ơn nhiều. Dạ. Ngon. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi thẳng ra ngoài bãi biển ngoài kia để mà luộc nghêu, ăn sầu riêng, ăn chôm chôm và ngắm hoàng hôn trên biển. Khoai có một vũ khí lợi hại trên xe. Đố mọi người đó là gì? Lấy vũ khí ra liền em. Không phải áo phao. Đó là một cái thao màu hồng cùng một cái nồi bự. Có rổ luôn. Đủ bộ để mà nấu nướng luôn. Có bếp ga nữa. Chỗ mà Khoai đang đứng á, giống như một cái chỗ lấn biển vậy đó. Và người ta xây bờ kè, xong rồi xung quanh đây trống trải lắm. Một cái bếp ga. Lấy cái rổ này. Khoai sẽ rửa sơ cái ghe này lại. Tại vì cơ sở vật chất có hạn cho nên là nguyên nhóm sẽ lấy nước suối bình như vậy để mà rửa. Còn đủ nước để nấu không ta? Đảo bằng tay kia đi anh. Ban đầu là Khoai tính là đi vô trong chợ này để mà mua ghẹ, tại vì ghẹ là đặc sản ở nơi đây. Nhưng mà tiếc quá là Khoai tới trễ quá, tầm 3-4 giờ chiều là ghẹ hết ngon rồi. Mình sẽ bỏ xả dưới trước. Ít nước thôi, tại nghêu nó sẽ ra nước nữa. Nè, mấy anh làm lâu quá, em có nghêu. Ủa? Chị đó chị hấp dùm hả? Trời ơi. Chị kia chị bán nghêu, chị hấp nghêu cho mấy anh đó luôn. Vậy mà không biết, nãy nhờ chị hấp dùm là ngon rồi. Khoai thấy có một anh đang bán gỏi đu đủ. Bốc là không? Dạ. Mùi. Bốc là không? Thì nắm bốc là không nè. Gỏi đu đủ. Ủa đội đu đủ. Dạ. À có ghẹ nữa hả? Nên là gỏi đu đủ có ghẹ sống luôn. Không 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 ăn ghẹ. Không. Đường. Bột ngọt nè. Đường nè. Sao mà Khoai thấy anh bỏ cũng hơi nhiều đường nha. Rồi. Tôm khô. Và anh đâm nhuyễn ra. Ở trong đó là có sẵn mấy trái ớt rồi. Đậu đũa trước. Chanh. Giờ anh sẽ dắt chanh lấy nước. Và bỏ vỏ chanh ra ngoài. Khoai thấy hơi nhiều chanh luôn á, 4 miếng chanh. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp đó và bỏ vô trong đây một muỗng nguyên liệu thần kỳ, đó chính là mắm cá. 2 muỗng luôn. Nãy giờ Khoai không thấy anh bỏ tỏi nha, cái này chỉ có ớt thôi. Thêm cái xác của mắm cá luôn. Đậu phộng. Rồi đu đủ. Trong đu đủ thì nó có vài sợi cà rốt cho nên mọi người sẽ thấy nó đỏ đỏ. Ngò gai sẽ được bỏ vô cuối cùng. Nhiều quá ta. Thank you. How much? 10 ngàn. 10 ngàn. 10 ngàn ria. Dạ. Thank you. Giờ thì mình sẽ đem gỏi đu đủ của mình lại xe. Xu nó vừa mới cầm để đó. Cái này là để che gió cho cái nghêu nó đừng có bị gió thổi tắt bếp. Mặt trời thì đang xuống ở phía bên kia và gió ngoài biển đang lùa lùa nhẹ nhẹ. Ăn được luôn rồi nó mở hết rồi. Nghe mập lù rồi mọi người. Trời ơi, nó mập nè. Ngọt. Ngon. Mời mọi người ăn nghêu cùng với Khoai.
con gì ạ? Nghêu nó có vị ngọt mà kiểu tự nhiên. Khoai không có nêm muối, cũng không có nêm bột ngọt hay đường gì trong đây hết. Mà ngon ha. Ừ, rất. Chỗ nó đủ giòn, đậm đà vị mắm, không cay lắm tại vì trong nhóm thì có su không ăn được cay. Nên nãy Khoai kêu có ba trái ớt à. Cái con nghêu mà đủ màu về nó ngọt thiệt sự luôn. Nè nó múp nè. Nghêu này nó béo thiệt, ngọt thiệt. Nhưng mà lâu lâu sẽ có một con hơi cát một chút. Tại vì mình không có rộng được bằng nước biển lại á. Rồi, con này nó múp nè mọi người. Mời mọi người ăn với Khoai nha. Tối hôm đó, Nguyên đám quyết định ở lại kép và tìm một cái khách sạn ngủ qua đêm để sáng mình coi cái chợ kép có nhiều ghẹ lớn hay không. Sáng hôm sau, hai chào buổi sáng mọi người, Khoai và em Khoai, Su thì đang ngoài xe và Khoai với mấy đứa em đã rất cứng đầu khi ngày hôm qua mình đã tới chợ kép, chỗ chợ ghẹ đó và thấy mấy con ghẹ nhỏ và không cam lòng. Không cam tâm, quyết định là ở lại kép một đêm và sáng nay đi ra coi chợ có nhiều điều thú vị không. Nhưng mà chợ vẫn y chang chiều hôm qua thôi, mấy con ghẹ vẫn nhỏ xíu và cũng không có quá nhiều loại hải sản ở đây. Làm cho Khoai trông chờ luôn, tại vì hồi xưa khi mà Khoai biết tới chợ ghẹ ở kép á, là người ta vớt những con ghẹ ở dưới biển lên, người ta rộng ở dưới biển á, từng lồng ghẹ, nhiều ghẹ lắm và mình có thể ăn ghẹ thoải mái. Nhưng mà vô đây rồi thì thấy ghẹ nhỏ xíu, chắc là do cái mùa này không phải là mùa khai thác ghẹ. Thôi bây giờ mình sẽ cùng nhau lên xe và thẳng tiến tới Campos hoặc là một cái thành phố nào đó. Đợt này thì cái mục tiêu lớn nhất của Khoai là sẽ đi đảo Koh Rong. Đường ở thành phố kép thì rộng rãi, xanh sạch đẹp, nhựa láng o. Nhưng một khi đi ra ngoại thành thì mình sẽ nhìn thấy được sự khác biệt. Ở tới cái khúc này là đường bằng đất đỏ quen thuộc Campos. Rồi, bụi mịt mù luôn. Đi xong chuyến này là rửa xe nữa là vừa luôn. Phía trước mặt chúng ta có một cái dàn đồng múa. Mọi người sẽ nhìn thấy có rất nhiều cô gái mặc những trang phục hoa rất đang múa rất đều phía trước. Rồi khởi động nào, lắc không, lắc không. Rồi nhúng, 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 lắc không, lắc không, lắc không, lắc không, nhúng cái nè. Rồi nhạc lên, nhạc lên. Rồi múa đều. Xe mình cũng lắc theo luôn. Mấy bộ đồ bộ này ai mà mua về là phải giặt 10 nước nó mới sạch nha mọi người. Đây bụi quá chừng ám vô từng sợi vải luôn. Trời ơi, nguyên cái lốp xoáy luôn. Ghê vậy. Trời ơi, nguyên cái lốp xoáy luôn. Nguyên lốp xoáy luôn. Bụi thiệt chứ. Wow, bà anh bán quá trời đồ luôn. Chuẩn đồ bộ luôn. Xong rồi đồ cho con nít nè. Quần riêng ở trên xe là quần riêng. Đường từ Campos đến Sihanoukville khoảng có mấy chục cây số thôi. Nhưng mà đi chắc khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tại vì đường đá đỏ này, mọi người có thể nhìn thấy nè. Nó đất đỏ là một chuyện nhưng mà nó gập ghềnh. Mình chạy được 15-20 cây số thôi chứ mình dám chạy 30-40 cây số chiếc xe bay lật ngược luôn á. Nên là Khoai đang cứ bò chậm mà mấy chiếc xe phía trước cũng y chang vậy luôn. Ôi, hên là mình ngồi trong xe chứ mình đi xe máy chắc hồi về là cái mặt mình đỏ chét. Sáng hôm nay, để bù đắp cho cái sự thất vọng ở cái chợ ghẹ, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn hủ tiếu. Hủ tiếu ở Campuchia rất nổi tiếng rồi, cho nên là mình phải qua đây ăn thử coi có nhiều sự khác biệt so với hủ tiếu Nam Vang bán ở Việt Nam mình không? Giờ thì chúng ta đã tới được Campos, một cái thành phố nhỏ nhỏ. Ui, ở đây mọi người ơi, cái xe này nó đang bị cao quá và nó đi vướng dây điện và cái anh này anh lấy tay anh nắm dây điện giơ lên để cho xe qua. Tay trái. Tiệm đóng cửa hả? Phải không? Nè, thấy có mấy cái tô nè. Ủa? Đúng rồi, ủa sao đóng cửa vậy? Rồi xong. Tiệm này là một trong những tiệm nổi tiếng của Campos luôn mà không biết sao đóng cửa.
Giờ thì chúng ta sẽ tới một cái tiệm ăn khác gần đó. Hy vọng là sẽ không bị đóng cửa giống như tiệm này. Chạy một hồi thì Khoai không hiểu sao mà mình bị kẹt xe tới nửa tiếng đồng hồ luôn. Nhìn ra đằng xa thì thấy trên một cái nóc chiếc xe tải có một anh mặc áo cam cam đội nón trắng. Anh đi lên trên nóc xe tải luôn. Là vì xe nó cao quá và anh phải chạy và đi tới đâu dở dây điện tới đó. Nên là nguyên cái đoạn xe này là phải đi chậm theo cái xe tải luôn. Trời ơi. Coi cái nó có bán không? Không biết nữa, sao không thấy khách nào ta. Chắc cũng có bán mà. Nhưng mà nhìn cũng hơi rung rung. Sao đó? Hello. Dạ. Chim rệp xua. Dạ, chim rệp xua. Dạ. À. Tức mà hay. Nè. Tức mà hay. Tức mà hay. Lọc khả mai. Curry. Curry. Nên bánh chai mùi tiệt. Dạ. À, tên của mấy món này trong tiếng Campuchia. Chị sẽ lấy bún vô trong tô. Thêm hành lá. Và múc cái này vô. Trong cái nước lèo mọi người sẽ nhìn thấy có ớt, có hành tây. Và nhìn nó trong suốt lắm. Chị sẽ múc bỏ vô trong tô bún của mình. Món này sẽ ăn với dưa leo, giá và bắp chuối bào. Có thêm mấy cái ngó súng nữa. Còn món bên đây thì chị sẽ múc một cái nước lèo. Mọi người thấy cái nhuyễn nhuyễn trên mặt không? Đó là thịt cá được bóp nhuyễn. Curry. 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 Dạ. Yes. Khoai không biết là chị. Khoai sẽ kêu thêm một cái cà ri nữa. Ở đây chị có một cái nồi cà ri lớn lắm. Dạ. Khoai sẽ đi lựa chỗ ngồi. Ở đây có nhiều tum lắm. Và mình sẽ kiếm một cái tum để mà ngồi ăn. Curry. 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 Dạ. Curry gà. Curry. Curry. Ở đây thì Khoai đang có ba tô bún khác nhau, ba màu. Đây là cái bún number chốt rất là nổi tiếng của người Campuchia. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thịt cá nổi ở trên này, hành lá, bún và có nước lèo ở dưới. Nước lèo có một cái màu vàng vàng đặc trưng. Màu vàng này tới từ nghệ bún và nghệ. Giờ Khoai sẽ trộn lên nha. Món này đơn giản lắm, nước lèo và bún thôi. Khi ăn thì mình bỏ thêm miếng rau vô nữa. Trong rau này sẽ có chuối bào, ngó sen, ngó súng, đu đủ bào, cà rốt bào và dưa leo. Nếu mà mọi người đã từng ăn bún cá ở miền Tây sẽ rất quen thuộc cái mùi này. Đó là mùi của ngã bún và xả. Nó sẽ có cái mùi thoang thoảng của mắm cá. Đặc biệt á là thịt cá lóc, người ta bóp nhuyễn ra. Nên khi mình ăn mình thấy có cái bột bột của thịt cá, thơm mùi xả. Nhưng mà Khoai lại thích ăn cái con cá còn nguyên hơn là bóp nhuyễn thịt nó ra như vậy. Cảm giác mà thịt nó nhuyễn ra như vậy mình ăn mình không có cảm nhận được cái vị ngọt của thịt cá nhiều. Còn cái cà ri gà này Khoai nghĩ là phù hợp với lại khẩu vị của người Việt Nam nhất. Nhìn cái cục gà ta nè, quá hấp dẫn luôn. Nhìn cái da gà này là đã biết đây là gà ta uy tín. Ta sẽ ăn thử nha. Giống thịt gà dưới quê được mẹ thả giường. Mỗi lần về quê là mẹ hay cho ăn thịt gà kiểu vậy. Này mẹ. Nhỏ bị đánh đòn. Ôi trời. Đi chơi hồi nhỏ. Mọi người nhỏ đi chơi có hay bị mẹ cầm cây xách roi đi kiếm về giống vậy không? Tự nhiên nhìn thấy giống hình ảnh của mình lúc nhỏ hiện lên. Thơm. Ít cay. Rồi trộn lên chung với lại bún. Bún cà ri này nó béo xỉu luôn. Nước cốt dừa rất là thơm. Khoai nghĩ là cái món này nếu mà mình ở Việt Nam qua kêu món bún cà ri này ăn hợp á. Vị nó cũng kiểu ngọt ngọt. Giống giống như là cà ri ở miền Tây. Có điều á là cà ri này không có khoai. Ở miền Tây khoai mà nấu cà ri là sẽ có khoai nè, có củ này củ kia bỏ vô chung. Thì Khoai rất là thích ăn những cái củ đó trong cà ri. Còn này chỉ có nước cà ri, thịt gà và bún không thôi.
thì Khoai sẽ vô đổ xăng. Ở đây đổ xăng á, tại xe Khoai là chạy dầu cho nên là Khoai phải canh cái cây dầu chìm rịp xưa. Ở đây người ta có một cái loại dầu là diesel Euro 5, còn bình thường chỉ là chuẩn Euro 4 thôi. Mình đổ đúng cái chuẩn đó thì mới tốt cho xe, thành ra Khoai phải canh mới đổ được cái xăng này, chứ đi ra khỏi thành phố là sẽ không kiếm được cái dầu chuẩn Euro 5. Giá dầu đúng chuẩn Euro 5 là 4150, còn xăng là 4800. 4150 ria thì nhân lên là khoảng 24.000 tiền Việt Nam mình, là mắc hơn Việt Nam mình khoảng 2-3.000 một lít. Ở bên Campuchia thì mọi người sẽ nhìn thấy người ta xài đồng ria và đồng đô la chung với nhau, tại vì cái tiền nội tệ của Cam yếu nên người dân họ chuyển sang họ sử dụng luôn, xài luôn tiền ngoại tệ là tiền đô la luôn. Nhưng mà khi mà đi du lịch Cam thì mọi người cũng phải đổi ra đồng ria một ít, tại vì mình trả những cái đồ ăn vặt lề đường nè, hoặc là những cái món nhỏ nhỏ người ta vẫn xài tiền Cam. Khi mà mình trả những cái gì đó mà tầm 2 đô trở lên á thì người ta chuyển sang người ta xài đô. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều, còn đâu đó hơn 20 phút nữa thôi Khoa sẽ tới được thành phố Sihanoukville, một thành phố là điểm nóng của đầu tư, điểm nóng của chính trị, kinh tế và cả những cái vấn đề thời sự mà dạo này mọi người hay nghe trên mạng xã hội và trên đài truyền hình. Nơi đó là cái nơi mà đặc khu kinh tế của Campuchia và một cái nơi có cái cảng quân sự đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc vào Campuchia rất nhiều. Và do một phần nữa là do sự quản lý này nọ chưa tốt, thành ra là nó đã trở thành một cái điểm nóng về tội phạm, về bài bạc, về lừa đảo, về những cái tội phạm mạng xuyên quốc gia, người ta cũng đến đó. Tối nay Khoai ở đó một đêm, sau ngày mai Khoai mới đi tàu lên Korong. Khoai sẽ gửi cái xe mà mình ba đứa Khoai đang đi ở trong khách sạn luôn, xong rồi mình lên đảo Korong, mình thuê xe máy mình trên đảo 3-4 ngày rồi mình mới về. Chứ trên đảo Korong là hiện tại như Khoai được biết là chưa có cho đem xe bốn bánh lên. Cái đoạn đường Khoai đang đi thì có thể nhìn qua phía bên kia eo biển, nhìn thấy được một cái sân bay mới của Sihanoukville luôn. Có cả biển, cảng biển nước sâu ở đây và có một cái đường cao tốc nối từ thủ đô Phnom Penh đến chỗ này. Tất cả đều là được sự viện trợ và hỗ trợ xây dựng đầu tư của Trung Quốc. Chào mừng mọi người tới với thành phố biển. Tự nhiên đi vô trong chỗ này cái Khoai đang thấy cảm giác giống giống như là mình lần đầu tiên đi Vũng Tàu hồi xưa vậy đó. Một bên là biển, một bên là khách sạn này nọ. Hầu hết những cái khách sạn ở đây mọi người sẽ nhìn thấy như vậy, mà ở phía dưới chính là cái sòng bài hoặc là những cái nơi chơi cá độ. Giờ Khoa sẽ đi qua bên kia coi biển sao nha. Mọi người có thể nhìn thấy cát mịn và màu trắng. Mặc dù đây là bãi biển ở trên bờ thôi chứ không phải là ngoài đảo, nhưng mà Khoa nhìn thấy cát như vậy, biển như vậy cũng đi chơi được rồi. Cũng không có nhiều người tắm biển lắm. Một phần nữa là do Khoai ở chỗ này vẫn đang là ngoại thành, đi thẳng ở trong kia kìa, mới là trung tâm thành phố thì sẽ đông người hơn. Đây cũng là một cái bãi biển dài. Và phía sau lưng đây thì đất trống cũng còn nhiều lắm, vẫn chưa có những cái dự án khách sạn này nọ mọc lên. Rồi, thẳng tiến vô trung tâm thành phố. Đường vào trung tâm thành phố Sihanoukville cho Khoai một cảm giác hoang tàn. Và có rất nhiều tòa nhà bỏ hoang, những tòa nhà xây dang dở như vậy. Ở tập sau, chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng tham quan thành phố, tìm hiểu về cơ sở vật chất, hạ tầng và giá cả của người dân ở đây. Sau đó, Khoa sẽ đi thẳng ra đảo Korong luôn, vì ở trong thành phố này không có quá nhiều điều đặc biệt để cho mình khám phá, chủ yếu là những cái dịch vụ xa xỉ. Cảm ơn mọi người đã coi tới đây. Mình là Khoai Lang Thang. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau trong thành phố Sihanoukville nha.